Con. Hai mọi hai ông Dương khỏe không? Cảm ơn anh. Nghe cái người cái chị Emily mà chị hỏi, chị nói Trường Sa mất đâu giờ đâu? Trường Sa mình vẫn còn mà. Nhưng mà bây giờ Trường Sa mình vẫn còn mà Emily. Với lại nó đã chiếm cái Hoàng Sa là từ xưa tới giờ rồi chứ đâu phải là mới chiếm này đâu. Giống như nó chiếm bên của Phi. Phi kiện ra tới International Court, Phi thắng, mà nó cũng đâu có Phi bên Philippines á, Phi thắng, có biết cái vụ đó không? Phi đã thắng xong rồi, thắng cái kiện cái vụ kiện của nó cũng chiếm đảo đó, cho Trung Quốc đó, nó cũng chiếm đảo của bên Phi, xong rồi Phi kiện, Phi thắng, rồi lúc cuộc thằng Trung Quốc nó cũng đâu có nói gì đâu, nó đâu có chịu bồi thường gì đâu. Nó cũng im ru thôi chứ giờ bây giờ thí dụ như giờ mình thí dụ như Việt Nam mình có muốn kiện nó có đi nữa ra kiện, thí dụ mình có thắng bây giờ nó đó, điển hình là giống như thằng Phi thắng rồi đó, ra tới International Law luôn, kiện cái court đó là cái kiện của ngoài quốc tế đó, thắng rồi đó, mình diễn chứng rõ ràng. Bây giờ đó, Trung Quốc nó trả lời cái gì, nó im lìm mà nó không trả lời gì hết đó, mình dẫn chứng rõ ràng. Cái bạn Emily nãy giờ hỏi, nãy giờ mình có coi, mình vô đây mới coi có 2-3 phút mà thấy là mấy bạn cứ cãi, mà cãi kiểu mà cãi đóng luôn không à. Tham khảo trước đi hẳn cãi. Thằng Trung Quốc nó ngang. Còn nói là Trường Sa chỉ còn mỗi cái hoàng đạo, mà cái hoàng đạo thì không biết là ở đâu, anh cho anh biết cái hoàng đạo của Trường Sa nằm ở đâu không, chứ em Cái không đó, biết hết đó. cái đó là mình chưa bao giờ mình nghe là cái chữ cái hoàng đạo, nhưng mà cái Trường Sa vẫn còn nha. Ở đây mình ở Mỹ này bao lâu đây mình thấy là Trường Sa vẫn còn nha. Bây giờ còn có lập làng người ta, những người mà có cái làng ở ngoài làng Trường Sa nha, phải đi tham khảo rõ ràng. Phải có làng Trường Sa, bây giờ mấy bạn muốn ra ngoài có thăm có dòng du lịch ở ngoài đó luôn. Muốn là đi ra tham khảo đó, đi ra vẫn còn Trường Sa của mình vẫn còn giữ nha, chưa có bị mất. Nghe mấy bạn bên nước ngoài là không biết cái tên Emily, không biết cái nước ngoài hay là ở bên Việt Nam. Trường Sa mình vẫn còn. Còn có các bạn nào đảng cộng sản này hàng có dám thực hiện lại sao mà không có dám thực hiện của luật quốc tế, cái anh chàng Danh Thạch này nè, đảng cộng sản Việt Nam hàng có dám thực hiện gì đâu, mấy người không biết luật quốc tế làm gì, không biết luật quốc tế, mấy mấy người mới không biết là luật quốc tế gì đó. Danh Thạch anh nói ai ngu. Cái luật quốc tế á, Việt Nam mình bây giờ đã ban giao chưa? Anh nói đi. Việt Nam mình như bây giờ đã ban giao với Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, ban giao tới Úc, làm sao mà không theo theo cái luật quốc tế được, mà mấy bạn lại nói là không có đi theo cái luật quốc tế. Mấy anh bạn muốn hỏi gì tôi trả lời cho. Anh dẫn chứng nói là tụi mày ngu, Danh Thạch nói là gì mày ngu, nói gì ngu, nói đi tôi trả lời lại cho. Cho anh ngu hay là tôi ngu hay là Bình Dương này ngu. Anh nói đi, nếu mà anh chứng tỏ ra anh là người thông minh, anh muốn trả lời câu hỏi gì tôi sẽ lời trả lời cho. Nhưng mà phải hỏi đúng nha, không hỏi ngang hỏi tàn nha. Nhân Thạch. Chào anh Hồng Phạm. Tôi ở Mỹ nè chứ không phải tôi ở Việt Nam đâu. Tôi ở Mỹ tới mấy chục năm lần chứ không phải là tôi mới ở đâu. Ừ? Bạn Nhân Thạch hỏi cái gì? Hay anh Tư? No, Lily không phải là bạn của Sophia đâu nha. Không không, không mình hiểu mình hiểu. Không không không, cái người cái Danh Thạch này nè, cái danh có cái nick Danh Thạch đó, nói là nãy giờ cứ nói là cái lọ chai, nhưng mà muốn hỏi về những cái luật lệ thì mình sẽ trả lời cho. Mình cũng hiểu sơ sơ chứ không phải là mình không hiểu đâu. Ở Mỹ theo Việt Cộng, chứng tỏ rồi tôi theo Việt Cộng là sao? Tại vì tôi lên đây tôi muốn nói là cái đúng và cái sai. Anh đừng bao giờ mà anh cãi càng, mà anh cứ theo ý cái ý của anh là ngu. Xin lỗi anh là Cộng sản. Bây giờ tôi không có nói, bây giờ tôi ở bên Mỹ nè. Tôi đang ở Mỹ là tôi không theo ai hết á. Tôi ăn cơm nhà tôi, tôi không ăn theo ai hết á. Tôi không theo càng gì hết á. Anh mới là người ngu của anh. Tự nhiên anh nói đi theo Cộng sản. Cộng sản là sao? Theo Việt Cộng là sao? Việt Cộng là ngu à? Tự Việt nhiên Cộng là ngu quá. Người ta chỉ giải thích cho anh một hai câu thôi, cái anh nói nè. Lúc nào người ta ngu Cộng sản là thấy có khoan gì để quá mình sai nói sai nè rồi. Nói nè,
nói nghe nè, bây giờ nếu mà anh nói là tôi là ngu cái gì mà nói tôi, ý là nói tôi là bừng bồn cộng sản gì, anh phải cảm ơn cộng sản anh mới được đi Mỹ được, đúng không anh? Nếu mà không có cộng sản sao anh được qua nước Mỹ được, đúng không? Anh qua được nước ngoài được, nếu mà anh là người nước ngoài, đúng không nào? Anh phải cảm ơn người cộng sản chứ, giống như tôi nè, tôi cũng phải cảm ơn cộng sản tôi mới đi trở lại Mỹ lại được chứ, đúng không nào? Anh qua đây anh mới được cái bơ Mỹ rồi sữa Mỹ rồi chứ, đúng không? Vậy là anh phải cảm ơn cộng sản, right? You must appreciate them, đúng không? Thằng Tàu, anh nói là thằng Tàu nó lập căn cứ quân sự ở đâu, ở đâu lập đi, lập căn cứ quân sự ở đâu, trả lời đi rồi tôi sẽ trở lại lời trả cho anh. Hay là thằng Mỹ bây giờ lập căn cứ quân sự bên Việt Nam, bất cứ anh nè, cái Cam Ranh nè, ở ngoài Đà Nẵng nè, ai hồi đó giờ ai được quyền, thằng Liên Xô không, nó được đem tàu qua, nhưng mà nó đem tàu đậu ở ngoài đó, đậu theo có thời khóa biểu đàng hoàng. Bây giờ Mỹ được đem bất cứ thời gian nào Việt Nam á, là sẽ cho Mỹ đậu bất cứ Việt Nam nào, lúc nào thời gian nào Mỹ muốn vô là Việt Nam cho vô. Còn căn cứ quân sự của Trung Quốc nằm ở đâu, lập ở đâu, nói tôi nghe coi. Bây giờ muốn lên, muốn chỉ muốn nói ngang, tôi trả lời nghe, tôi trả lời lại cho đúng cho nè. Cặp luôn lập quân sự ở đâu nè, tàu nó lập quân sự ở đâu hả, lập ở đâu, ở chỗ nào? Nói chuyện không có căn bản đúng thiệt, mấy thằng ngu mà hay nói là tỏ vẻ giống như mấy thằng đám là bên BHK, rõ ràng ngu mà tỏ vẻ là nguy hiểm, ngu đã ngu mà tỏ vẻ là nguy hiểm. Bảo đảm một ngày lùn có thước mốt năm phân à, mấy thằng lùn hay cãi nó bướng lắm, lùn hay cãi bướng lắm. Ủa Danh Thạch ơi, mình nói chuyện một chủ đề cho xong rồi mình hãy hãy nói theo cách trừu tượng của anh, đúng không? Anh bây nói giờ chuyện theo trừu tượng thôi không có bây giờ được. bây giờ không có cộng sản nè, để khuyên thằng này cãi cãi bướng, giờ mình cãi bướng với nó, thằng Mỹ cãi bướng với thằng này, thằng Mỹ nè, bây giờ anh nói gì? Không có cộng sản, không có cộng sản VC thì Việt Nam văn minh hơn. À, thằng Nam Hàn, tôi không cần phải đi Mỹ, ok, để tôi giải thích cho nè, để nó nói cho mày nghe nè. Bây giờ nói thằng này nó ngu lắm. Thằng Nam Hàn á, nó qua đây nó đi học, để tao mày dẫn lỗ tai mày nghe nè. Thằng Nam Hàn á, nó cho con cái nó qua đây du học, con cái nó qua đây nó du học chủ yếu tụi nó có tiền thôi, tiếng Anh một chữ tiếng Anh nó còn không biết. Còn những con cái mà đi du học ở Việt Nam, qua đi du học nó nói tiếng Anh với nó viết tiếng Anh như gió vậy, mày biết không? Cái đó là chứng tỏ là người đó là Việt Nam mình nó thông minh hơn thằng Nam Hàn rồi đó. Thằng Nam Hàn á, tự nó được thằng Mỹ, đứa được thằng Mỹ, kinh tế của nó là được thằng Mỹ, nên nó mới được giống, nó mới được mạnh như vậy. Chứ thử bây giờ thằng Việt Nam bây giờ đâu thua ở đâu, đúng không? Rồi muốn cãi gì nữa, muốn cãi gì nữa? Văn minh Nam Hàn, văn minh tự thằng Mỹ thôi. Bây giờ cho thằng Việt Nam thêm khoảng chừng 10 năm nữa thôi, Việt Nam cũng hơn thằng Nam Hàn à, cũng sản xuất xe hơi được, cũng phải sản xuất được những cái gì máy móc bây giờ trong Mỹ, bên Mỹ đồ Việt Nam máy móc thiếu cha gì, Việt Nam đem qua đây bán nè, Việt Nam sản xuất nè. Mình đây người Mỹ mình trả lời cho, mình ở Mỹ nữa, cũng cũng là nữa là cái đồ ngu dại. Đó, anh này ở Mỹ. Thế vấn đề Ngu là chứng Danh tỏ mình ngu á. Mình chửi người ta được, con vít chưa làm được, mày nói chuyện ba láp ba xàm, để ông mà dẫn chứng nè, thằng ngu đi mẹ mày, ông dẫn chứng cho rõ ràng, đi mẹ mày ở gặp nhà rồi. không, đi mẹ mày, mấy cái đồ này là sản xuất ở Việt Nam không là thằng chó nè, ở Việt Nam không là thằng chó, mày nói gì xây dựng ở Home Depot với lô ở đây, tao dắt cho tao cho rõ coi rõ ràng, mày là cái thằng ngu má. Mày ngu mà mày nói người ta ngu, mày muốn chơi Việt Nam con vít không không ấy là được hả? Mấy cái đồ kia đâu hết à? Mày muốn mà mày đợi được 10 phút đi, ông chở mày ra một cái cửa hàng này, ông chở mày ra cửa hàng này, ông cho mày coi. Hả? Ông cho mày coi. Hả? Ông cho mày coi. Make in Việt Nam.
nó bán một cái cửa hàng lớn ở mọi ở Mỹ cho mày coi. Thôi mà cãi giả với mày, mấy ngu giống như mày mạnh lắm. Mày phải đi, mày phải khỉ cái đầu mày lên. Đối ai á, mày có biết không, mấy cái đồ plumbing, mấy cái đồ chứ Việt Nam không? Ở Mỹ bán á, tao mua Mỹ á 60 đô quá thằng chó. Ủa, Amelia, đâu ai muốn muốn cãi nhau đúng không? Tại em cãi thôi, em nói chuyện em không có dẫn chứng cụ thể, mà em cứ em nói ngang không thì làm sao? Anh đây anh không có cãi, đúng không? Nãy giờ anh chưa cãi gì hết á, kể cả danh thạch nè, toàn nói ngang không, không có gì dẫn chứng hết. Nói như vậy ai nói không được. Mình đúng không? Mình nghe rõ, anh nghe rõ. Thấy thấy anh thấy không? thấy 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 có không? là thấy mình có dẫn chứng cái đó rõ ràng chưa, cái xe đó, Rồi cái xe rồi. đẩy đó, mình đang ở chỗ cái chỗ làm cái chỗ cái công trình của mình ở đây nè đó, mình dẫn chứng về là đủ rồi, cái đó là còn hơn là chiếc con ốc nữa rồi đúng không, nguyên cái xe đẩy luôn Có đúng người chưa, nói anh ở Mỹ Tho, có người nói anh Mỹ Tho kìa chứ không phải ở Mỹ. vậy hả? Khoan 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 mấy em, khoan mấy em, Mỹ Tho hả? Khoan để cho. Mấy em muốn nói ở đâu? Mỹ Tho hả? Ở Việt Nam mà có anh có thằng nào cao được thước 9 5 phân không trời? Hả? Thước 9 5 5 không? Cái này lá cờ gì vậy? Hả? Cái này xe gì vậy ta? Xe đạp hả? Cái này xe đạp hả? Cái này xe đạp hả? Ai đây? Cái gì đúng không? Cái này ở đâu vậy ta? Hả? Ở đâu vậy? Ủa kia đâu, thằng ngu kia đâu rồi? Mình đang nổi điên lên, mình kêu thằng ngu kia đâu rồi? Hả? Hả này Mỹ Tho hả? Đây đâu đây? Hả? Thì sao? Chà, ở Việt Nam sao nó ấy dữ vậy ta? Việt Nam mới đây bước ra ngoài đường người ta quốc tế Mỹ rồi, nó lẹ dữ vậy ta? Dạ đúng rồi chị, Hoa Lê, em nói chuyện mất dạy lắm chị tự theo người chị, giống như mất dạy giống như chị, em phải nói mất dạy chứ, người ta nói đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy với chị. Depend, có người nào polite thì mình polite được chị hiểu không? Còn mấy người mà hay mà châm biếm nước Việt Nam mình, chị mình xin thở, chị sanh đẻ ở đâu chị? Chị sanh đẻ ở đất, ở dưới ống cống lên hay sao vậy? Lúc nào cũng phải phỉ báng cái nước của mình gì vậy? Cái đất nước của mình là đất nước Việt Nam phải không? Vậy cộng cũng được, nó sao đâu. Nè à, không phải anh câu này để Duyên trả lời với danh thạch. Danh thạch à, người ta ở Việt Nam không nói tiếng Việt Nam thì phải hiểu câu này đúng không? Không sanh mà có dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng, hiểu câu này không? Dù không đẻ mà có công nuôi, mà đã có công nuôi với công đẻ thì nó ngang nhau. Đã từng biết nói tiếng Việt đúng không, mà bây giờ đi qua Mỹ rồi mà không nghĩ lại cái lúc mình ở Việt Nam thì ai là người phản bội? À, mà ngược lại đã như vậy rồi còn quay về nói xấu Việt Nam nữa thì ai mới là người phản bội? Hiểu chưa? Đừng có nói câu phản bội đây nghe không? Mấy người này nói nè, tôi nói cho mấy người biết nè, tôi không phải sanh đẻ ở Việt Nam nha, tôi sanh đẻ bên Mỹ ra ngoài nha, tôi năm 1966 tôi sanh ở đảo Guam nha, là đảo Guam á là bên Mỹ nha, ba tôi người Mỹ, má tôi là người Việt Nam nha, tôi đã từng phục vụ ở bên Mỹ này rồi nha, mấy anh đừng có nói chuyện mà ba lá ba sàm, tôi trở lại về Việt Nam 1973, tôi ở tới tới năm 1983 tôi trở lại bên Mỹ lại. Mà tôi nói tiếng Việt, tôi ở bên đó thời gian, tôi nói tiếng Việt, tôi vẫn còn nhớ là về Việt Nam. Chứ đừng nói là tôi đi bưng bô.
Người người ta đó là điển hình, người ta dù người ta sống trên Việt Nam chỉ có vài năm thôi nhưng mà cái tình yêu thương Việt Nam người ta vẫn có, đúng không? Còn hơn là như Danh Thạch nói được tiếng Anh, ở nói được tiếng Việt, đúng không? Mà bây giờ chuẩn Okay. cái gì cũng nói Việt Danh Nam. Thạch, if you want me to speak English to you, I speak English, okay? Anh muốn nói cái gì, anh muốn nói thứ gì? Hả? Tại vì tôi không muốn sổ sàng lên trên này, tôi không muốn khoe tài mình làm gì. Anh đã nhớ tôi nói được tới 6 thứ tiếng rồi, chứ không phải là một thứ tiếng đâu. Thì tôi nói tiếng Việt, bắt buộc tôi phải nói tiếng Việt cho những cộng đồng người Việt người ta nghe, có mình một mình làm số người. gì á, mình phải có dẫn chứng nha các bạn, không có nói ngang được, Mình nói cái gì cũng phải có receipt vậy đó, đúng không? không không có nói ngang được, đúng không anh? Nó không có nói ngang được, nói ngang ai Ừ nói cũng lại. nè đây này Phương Võ gì nè cũng 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 là người 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 anh này anh cũng là cũng không có Phương Võ Phương Phương Duy Võ nè anh này anh cũng nhưng mà anh này anh hiểu đời anh cũng thuộc loại giống như bên kia nhưng mà anh hiểu đời thì tôi cũng nói chuyện với ảnh đàng hoàng người nào người ta nói chung ra đó người nào nói chuyện đàng hoàng thì mình nói người, người người nói chuyện đàng hoàng còn mấy người mà cứ nói càng cứ hở một cái phỉ báng cái Việt Nam mình anh mấy người muốn chống đối cái chế độ tha hồ chống đối cái chế độ cộng sản tôi không có khe nhưng mà cái là phải nói mình á là cái đất nước của mình phải lúc nào mình cũng phải cho dù cái đất nước mình nó xấu hay là đất nước mình cái gì đi nữa mình cũng phải yêu cái đất nước mình còn cái chế độ cái trong chính quyền thì cái đó là một trong về chính trị mình không có nói biết không bây giờ á cho dù cái đất nước mình nó xấu đi nữa lúc nào cũng vậy là cái đất nước Việt Nam mình cũng phải là nói là nó đẹp chứ đừng có đi Công qua cảm bên Mỹ Việt Nam bỏ bỏ sức lao động thôi hả? chứ đi qua À, bên không có làm gì hết ông nội hả? chứ đi qua bên Mỹ này được chút xíu mới vừa bước qua bên Mỹ này được bao lâu mà đi ngồi mà chơi Việt Nam chơi Việt Nam chơi Việt Nam chơi được cái gì đúng không thí dụ như chế độ cộng sản không thích cộng sản chửi cộng sản cái đó mỗi mấy người cái quyền đó là quyền tự do đó Đó là mỗi người thôi, mình ừ thích nói chuyện của mình. còn cái mà giờ nói về nước Việt Nam là mình tôi là không có ở Việt Nam thường xuyên tôi không có ở Việt Nam mà tôi cũng chả có dính dáng bên Việt Nam mà tôi vẫn còn yêu Việt Nam tại vì sao mình ủng hộ được cái gì mình ủng hộ được nếu mà nói về chế độ Xong á tình nếu mà nói chế độ cộng sản ác nhất thì thằng Liên Xô thằng Trung Quốc thằng Cuba nếu mà nó ác thì nó cũng giết mẹ dân nó hết rồi đúng không thì mình chỉ nói vậy thôi ai muốn hiểu gì hiểu đúng không đúng không anh, nói chung là nói ngang thì mình không muốn nói là phải có dẫn chứng đúng không, chứ còn nói ngang mình cãi nhau nó không có mục đích, nó cái không này đích đến. mình không cãi tại vì những cái thằng ngu mình muốn thông não nó thôi muốn cho nó smart chút xíu phải không chứ còn mình không có phải là mình cái này là mình lên trên diễn đàn này á là mình chỉ nói những cái mà cho nó vui vẻ nó để xây dựng với nhau cái đẹp và cái xấu cái mà học hỏi được cái những cái tinh tuệ của hai bên đó chứ không phải Đúng là mình rồi lên chứ không này lên chúng này lên trên chứ không phải lên trên này á đó. thằng này nó nói nó ngu mà ông má nó ngu tao tao mưng bô tao mưng bô tao mưng bô cái gì mà tao ở bên Mỹ từ nhỏ lớn tao sống bên Mỹ tao đóng thuế Mỹ tao ăn cơm ở bên này nhà cửa con cái tao bên này vì cộng của anh ảnh hưởng gì với tao đâu mà tao bưng bô mà nói chuyện ngu quá à tao bưng bô gì hả mày vì cộng nó có cho tao tiền tiền đô không nó có nuôi sống tao không mày nó ngu quá à bưng bô gì tại cái đầu mày ốc heo á mày lên mày chúng tưởng tượng luôn á cái đầu Rồi mày đâu có thêm quân Nguyễn nữa đàn áp Pháp Luân Công ở ở quảng trường Thiên An Môn, có liên can gì đến đây thằng ông nội? Thiên An Môn là Cái đó bên Trung Quốc bên Trung Quốc mà liên can tới Việt Nam ông nội, thì bởi vậy cơm ăn chính ở đâu, có gì mấy thằng này tôi nói mấy thằng này nó ăn cái gì tôi nói thì cái đầu thì bự như con heo vậy nhưng cái ốc đó là con ốc là ốc chuột thì cái hôm nay tao không phải tao muốn lên nói ấy mà kiểu mình ngang tàn vậy nhưng mà
đây là nói chuyện lên trên diễn đàn này của người ta, lên tự nhiên cái chửi cộng sản, xí thích cộng sản đi qua chỗ khác, qua chỗ cái đài của Lê Sư Phạm á, chửi lúc nào cũng phỉ báng Việt Nam mình á, phỉ báng mình Việt Nam mình á, rồi lúc cuộc cũng đi về Việt Nam à, cũng về Việt Nam à. Cái chuyện đó là chuyện của một Trung Quốc, phải không? Mình nói tới chi, mình nói ở Việt Nam mình thôi, chào anh nên nên đi, mình nói Việt Nam thôi, Ừ, đúng không? mình đang nói về Việt Nam, cứ nói về Việt Ừ. Nam đi, nói về Việt Nam đi, cứ còn cứ thở cái đồ bưng vô nè, thí dụ như nè 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 thằng gì, thằng Thạch gì đó nè, Dân tao thật. bưng bô nè, tao chọc cho nó tức nè. Ê à, cái đồng hồ này hình như Rolex đúng không, tao bưng bô nên bởi vậy á, cộng sản mới cho là cái đồng hồ Rolex này phải không ta, lạ quá phải không, mình chứ hình như anh bưng bô Đúng nó mới rồi, cho anh đúng không. đúng rồi, buông bồ không cho. Stupid thì nói chuyện nữa, cứ lên cái hở cái ai mà mình nói yêu về 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 đất nước anh, mấy anh có ghét cái chế độ tha hồ ghét, cái đó tôi không có ý, tôi không có ý kiến, nhưng mà mình chỉ nói về cái đất nước Việt Nam mình. Việt Nam mình có dù cái cây dừa nó có là héo đi nữa, mình cũng nói mình đổ nước vô cho nó tươi, chứ tự nhiên cứ nói về đất nước Việt Nam mình, chứ đó là cái Việt Nam mình không xả, là sản xuất được con ốc, không được cái này cái này cái này, không làm được cái này cái nọ, mà mấy người phải làm cái gì thì mình dẫn chứng rõ ràng, đã thấy rõ ràng như vậy. Đó quần áo, thí dụ như quần áo cũng vậy, người ta may ở bên này, người ta đem mua bên này cũng là make in Việt Nam, cũng là hả, Như Việt Nam không làm được cái gì. có nhìn thấy đâu, có thừa nhận đâu, em đã nói là nói ngang thôi, thì nói ngang thì cái chuyện mà sao nói, đúng không? Mình phải phải nói, mình phải dẫn chứng cụ thể, cứ dài ba câu cái mày ngu quá, dài ba câu cái mày bưng bô, cứ vậy không nói chuyện gì, đúng không? Mình Mình nói chuyện mình phải có dẫn chứng. À, bây giờ đừng có lập luận là yêu yêu Việt Nam rồi không yêu chế độ Đảng Cộng sản, cái chuyện đó chuyện cá nhân, đúng là quan gì trọng bây giờ mình nhìn về đất nước Việt Nam mình thích, đúng không? Mình thích thì mình nói, còn không thích thì kệ bà nó, đúng không? Vậy thôi, chi chi cho mệt vậy. Không phải là thường phản bao biện cho chế độ, không phải, mình nói bằng nói cái sự thật, cái gì nó phải cái có, này là đúng không? Mình không có quy chụp hết. Ừ. mình không có phản biện gì chế độ cộng sản nha, mình không có phản biện cộng sản, mình không có nói gì chính trị nha, mình không có bao giờ mình nói về chính trị nha Phương Duy, mình không có nói về chính trị, mình chỉ nói về cái nước Việt Nam thôi, tại vì người ta dìm cái nước Việt Nam mình xuống, cái nói đến Việt Nam mình không có sản xuất được cái gì, mình không hề mình nói về chính trị, mình không có nói về trong đảng hay là mình nói gì hết nha, hoàn toàn hồi đó giờ mình lên đây là bao nhiêu lần mình lên với Bình Dương bao nhiêu lần, mình không có nói về đảng, không có nói gì mấy cái đó, chính trị là mình bỏ qua một bên, mình không có nói về đảng, hoàn toàn là mình không nói đảng, không có nói về cộng sản, còn mình chỉ nói về cái đất nước của mình phát triển làm sao, à, đã có gì đem qua Mỹ bán, là Mỹ thương mại hai bên đó là như vậy, rồi cái hai bên ngoại giao làm sao, chứ mình hoàn toàn mình không nói về chính trị của đảng cộng sản Việt Nam hay là cộng sản làm sao, cái đó là chuyện của nhà nước, chuyện của nhà nước mình không có dính vô, mình chỉ nói là lên đây mình chỉ nói là cái những cái người mà cứ hay phỉ báng Việt Nam mình là này nọ thôi, thì mình chỉ nói như vậy thôi. Chứ còn lên đây mình nói về chính trị 43 năm rồi, giải phóng qua 43 năm rồi, nước nước bình yên rồi 43 năm rồi, còn cái gì đâu để nói gì nữa. Đó. Giống như thằng Bắc Hàn với hai Nam Hàn nó cũng kình nhau từ mấy chục năm nay đó, thằng Mỹ gì đó giờ cũng hai thằng giờ bắt tay rồi đó. Có gì đâu, người ta cũng đâu xuyên tạc là giống như mấy ông nội đâu, lúc nào cũng dìm cái nước mình xuống nè, tại sao vậy, tại sao mà mình không có thích, Tại tại vì cơ bản là không có biết gì về Việt Nam hết, nên chỉ nhìn thấy những gì giống như cách đây mấy chục năm vậy thôi anh, đơn giản vậy thôi mà. cứ hỏi cái mình khen cái nước mình lên là nói mình bưng bô, cái đó là À. con người, cái đó là con người, cái đó là một con người gọi là con người á, lúc đó cái đó là một con người gì không, con người vô học á, cứ mình nói về đất nước mình nói về cái đất nước gì, những cái mà phát triển của con người, chứ mình không có nói về cái chế độ của trong cái chế độ chính trị, không nói về cộng sản mà cũng nói là mình bưng bô nữa, thí dụ như mấy Chào ông đó công.
đó như giống như mà giống như này mình dẫn chứng là thí dụ như tụi bay về Việt Nam tụi bay chơi á, rồi tụi bay về bển đi chơi gái rồi này nọ, xong rồi ở đó mấy tháng rồi tao gặp tụi bay bển gì ta, chắc tao cũng biểu là tụi bay về bển bưng vô hả hả đúng không, còn đây là tao chưa bao giờ. Thôi mà nói chuyện với mấy này thấy đầu gối mà nói riết rách rách quần rồi, rách quần rồi mà đúng rồi. Thôi mình xin xuống mình Dương ơi, mình thôi mình chúc Ok anh. thôi mình chúc mà Cảm mọi ơn anh. người dạ mình chúc mọi người có buổi tối Rồi. tốt đẹp. Rồi, cảm ơn anh. Chúc anh ngày mới vui vẻ.